Hi, xin chào tất cả các bạn và các anh chị thân mến. Chào mừng các bạn, các anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bà Đồ Episode. Ở video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn những cách thay dây Cura của cái bộ phận sấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Rồi, để thay dây Cura thì các anh chị tắt máy, xong các anh chị mở nó máy ra, các anh chị kéo cái bộ phận sấy này ra ha. Những cái lúc nếu mà các anh chị không có biết mới đầu thì các anh chị sẽ thay cách này. Các anh chị sẽ mở cái nắp này ra. Mở nắp này ra, đây một ốc, hai ốc, mở cái con ốc trong này ra. Và đây, nếu cái máy của mình bình thường mới là nó có hơi một ốc này nữa, thì các anh chị mở cái tớp này ra, sau đó các anh chị bật cái này lên này. Các anh chị mở cái bộ phận này ra và các anh chị lấy cái bộ phận sấy, lấy cái bộ phận cái cụm sấy này ra nha. Thì cái dây cua ro mà nó kéo cái này, nó kéo cái bộ cụm sấy này thì nó sẽ nằm phía bên đây nè. Đây các anh chị thấy không, nó nằm phía bên đây ha. Đây nó nằm dây này, đây nè, cái dây đây nằm xuống đây. Nếu mà trong quá trình chạy nó bị đứt hoặc là cái dây của ro nó có cái phần nó bong ra thì chúng ta bắt buộc phải thay. Thì sau khi các anh chị tháo cái bộ phận cụm sấy này ra rồi thì cái tiếp theo là các anh chị sẽ tháo cái ốc này ha. Rồi sau đó các anh chị sẽ đẩy nè, các anh chị sử dụng cái tay ha. Các anh chị đẩy cái này vào thì ở đây á nó sẽ lòi ra một con ốc nữa. Một ốc nữa. Thứ nhất là con ốc này, hai con ốc này là nó sẽ để cố định của cái cụm này nè. Đó. Cố định của cái cụm này. Thì chúng ta mở chúng ta sẽ lấy được ra, và phía bên đây nó cũng có hai con ốc tương tự như vậy. Ở đây. Phía bên này nó có hai con ốc tương tự, đây một cái nè và đây là cái thứ hai nè. Các anh chị đẩy vào thì các anh chị sẽ thấy nó lòi cái con ốc ra ha. Đây các anh chị thấy đây, đây nó sẽ lòi ốc ra. Thì các anh chị mở cái này ra thì các anh chị mới dỡ được cái cụm đỏ này lên được. Rồi đó là cái cách thứ nhất mà để các anh chị có thể mở này ra và lấy cái cụm này ra để các anh chị thay dây Cura ha. Còn cái cách thứ hai mình sẽ chỉ cho tất cả các anh bạn ở sau đây và thực hiện rất là nhanh, không cần phải mở này ra nha. Rồi để mở cái chúng ta sẽ không mở cái này. Thì bây giờ các anh chị sẽ thấy đây, ở đây nó có một cái con nhông thế này, ở đây nó có cái khoe đúng không. Các anh chị sử dụng cái tô vít nhỏ thế này nè nha, xung quanh nhỏ này, các anh chị đưa tay vào, các anh chị nảy cho mình cái khe này ra, cái khoe giữ cái nhông này ra nè, đây, các anh chị thấy không, giữ cái khe này ra, các anh chị để qua bên, sau đó, ha, tiếp đến là các anh chị sẽ sử dụng cái tu vít đây, các anh chị sẽ mở một con ốc dưới đây nè, ha, con ốc này mục đích là gì, một con ốc này mục đích là để giữ cái bộ phận này để nó canh cái dây cua ro. Thì bây giờ mình sẽ mở ra nè. Đó, các anh chị lọn tay vào, các anh chị mở ra nha. Đây, các anh chị mở ra đây. Rồi, thấy không? Bước tiếp theo là các anh chị sẽ rút cái con nhông này ra nè. Các anh chị rút con nhông này ra nè. Đây, các anh chị dỡ cái con canh này ra, dỡ cái trục canh này ra, các anh chị rút cái dây này ra nè. Đây. Khi mà các anh chị rút cái bộ phận này ra thì các anh chị mới lấy được cái sợi dây Cura này ra nè. Một cách rất là dễ dàng luôn, không có cần phải tháo cái cụm sấy ra làm chi. Đây. Bây giờ là các chị sẽ thấy là cái dây kéo cái bộ phận cụm sấy nè đã lấy ra rồi đúng không? Đó, rất là nhanh, không cần phải tháo gì hết. Rồi bây giờ để tiếp đến là chúng ta sẽ kiểm tra cái sợi dây Cura ha. Thì các anh chị lật cái dây Cura này lại, các anh chị coi thử là những cái phần này nè. Nó có đều hay không, hay là nó bị bong chỗ nào nha. Thì nếu mà nó có nhiều khi á, các anh chị sẽ để ý như thế này nè. Có nhiều khi nó bong từ khúc này đến khúc này thôi. Nó bong một khúc vậy. Khi mà nó chạy tới đây thì khi mà nó chạy tới đây mà lỡ mà nó không có kéo được, cái nhông nó không có kéo được mới cầm đi kéo qua, thì khi tới đây là cái giấy ta sẽ bị kẹt, tới đây là cái giấy ta thì kẹt. Hoặc là đôi khi chúng ta sẽ chạy được qua một tờ xong thì nó qua cái khắc này, xong qua tới khắc tiếp theo là nó sẽ bị kẹt. Cái đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nó gây dây kẹt giấy chúng ta nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp vào. Thì chúng ta sẽ lắp vào như sau nha. Rồi bây giờ ví dụ đây là một cái sợi dây Cura mới nha, chúng ta mới mua về sau khi cái sợi dây này nó đứt đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ thay như thế này. Các anh chị phải đưa cái này chúng ta lòn vào trong cái nhông phía trên đây. Rồi sau đó các anh chị sẽ thấy nó có hai cái trục. Nó có một hai ba cái trục, thì chúng ta sẽ đưa cái trục này qua nè. Chúng ta sẽ đưa cái trục này qua
sau đó chúng ta sẽ lồn tới cái nhông phía dưới. Sau khi lồn tới nhông phía dưới xong, tất cả các anh chị sẽ lấy cái nhông này nè. Các anh chị sẽ lấy cái nhông này, các anh chị sẽ bỏ vào. Thì khi mà bỏ vào thì các anh chị phải đưa cái dây cu ro này chúng ta đưa vào trước, rồi sau đó chúng ta mới đưa lại cái nhông này nó nằm xuống dưới nè, dây cu ro đây. Thì ở đây thì nó sẽ có một cái trục. Cái trục thì chúng ta sẽ đưa cái sợi dây cu ro lên cái trục trên này. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa cái dây cu ro này qua cái trục bên đây nè. Đó, qua cái trục bên đây, rồi sau đó chúng ta đưa lên hai cái nhông phía trên nè. Rồi ngay chỗ cái trục này thì nó có tác dụng là nó sẽ đưa lên đưa xuống được, do đó là chúng ta sẽ kéo cái trục này lên và chúng ta sẽ đưa cái dây cu ro này vô. Và mục đích của cái trục này là nó để nó canh, khi mà các anh chị thấy là nếu cái dây cu ro này nó vừa đủ thì chúng ta sẽ dặn hấp lại. Thì cái trục này nó có tác dụng là nó canh cái dây cu ro ha. Thì cái nếu mà cái dây cu ro nó quá căng thì các anh chị nhích cái cục này phía lên phía trên để cho cái dây cu ro nó nhẹ lại chút. Còn nếu các anh chị vừa là canh vừa đủ rồi thì tới đây thì nó phải vừa, các anh chị dặn ốc lại cho nó cứng. Rồi tiếp đến các anh chị sẽ dùng cái kềm, mà ở đây mình không có cái kềm mũi nhọn nữa, mình sẽ dùng cái kềm lớn hơn chút. Các anh chị đưa cái khe này vào nè, rồi xong các anh chị giữ, bấm cái khe này lại để cho nó giữ cái chốt này lại là xong. Rồi. Ở đây các anh chị coi lại cái sợi dây này nha. Đây. Sợi dây này bắt đầu nó sẽ bóc, nó ăn từ trên đây ha. Nó đưa qua cái bộ phận trục này và nó xuống cái bộ phận nhông này. Xuống bộ phận này nhông này ha, nó xuống gần nhông này. Rồi nó qua cái nó đưa lên cái trục này, nó xuống cái trục lớn này, mình đưa cái dây vào, xong mình đưa cái trục lớn vào ha, rồi sau đó mình đưa lên. Rồi đó là thay, đây là cái cách thay và nhanh nhất, không cần phải tháo cái cụm này ra cho nó gù ghề ha. Rồi video của mình chia sẻ tới đây là kết thúc ha. Nếu các anh chị các bạn cảm thấy video có hữu ích thì các anh chị hãy share và like để ủng hộ tinh thần cho video ha. Còn nếu các anh chị nào mới vừa ghé vào kênh Radio Axel thì hãy giúp mình đăng ký kênh để trên được phát triển ha. Bây giờ xin chào và hẹn lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Chúc các anh chị thật là nhiều sức khỏe và làm thành công trong công việc của mình ha. Bye bye.